bị bỏng nhẹ hãy nghĩ ngay đến cây hoa 10 giờ. Hẳn các bạn đã bị bất ngờ bởi công dụng chữa bỏng nhẹ vô cùng hiệu quả từ cây hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ là loại cây thân thảo, mọng nước, cao khoảng 10 đến 15 cm, lá hình dải hơi dẹt, dày 1,5 đến 2 cm, mép nguyên, thân có màu hồng nhạt, lá có màu xanh nhạt, hoa màu đỏ, vàng, hồng hay trắng, quả hình cầu, đường kính 4 mm. Tên gọi 10 giờ là do hoa của nó thường chỉ nở từ khoảng 9 đến 10 giờ sáng trong ngày. Theo đông y, hoa 10 giờ có vị chua, tính bình, không độc, có tác dụng hoạt huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu sưng. Thường dùng ngoài trị mụn nhọt, ghẻ ngứa, eczema, bỏng. Bộ phận dùng làm thuốc là toàn cây, thu hái quanh năm. Dùng tươi bằng cách giã nát cây hoặc chiết. Dịch cây dùng bôi ngoài. Cây hoa 10 giờ có tác dụng trị bỏng nhẹ rất hay. Cách làm như sau. Khi bị bỏng phải lập tức vặt ngay một nắm cả cây, lá, hoa, đem rửa sạch rồi giã nhỏ hoặc vò nát cho chảy nước và đắp ngay. Vừa đắp vừa rửa liên tục cho mát. Nên thay nắm lá mới liên tục đến khi hết nóng rát là được. Điều đặc biệt là khi điều trị các vết bỏng bằng cây hoa 10 giờ, các vết bỏng nhẹ, bỏng nông sẽ khô, không bị phồng rát, lên da non và sẽ mau khỏi. Tuy nhiên, nếu các vết bỏng nặng, bỏng sâu, cần ngay lập tức ngâm chỗ bỏng vào nước sạch hoặc cho vết bỏng dưới dòng chảy của vòi nước sạch liên tục từ 5 đến 10 phút để giảm đau. Hạ nhiệt độ của tác nhân gây bỏng, rồi phải tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị.